Con thành kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đạo Tràng. Và bây giờ tụi dân xin kệ bài kinh Pháp Cú số 374. Và cảm ơn quý thành. Ya to ya to samma sati khantha nam mô đà dập ba dằng la pha ti bi ti ba mục chăng am tăng tăng cha tăng ya to ya to samma sati khantha nam mô đà dập ba dằng la pha ti bi ti ba mộc chăng amma tăng tăng vi cha na tăng dập tu dập tu samasati khantha nam mô đà dập ba dằng la ti bi ti pa mộc chăng amat tăng tăng vi cha na tăng, người luôn luôn chánh niệm sát uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Ya to ya to samma sati khantha nam mô đà dập ba dằng la pha ti bi ti pa mộc chăng amma tăng tăng vi cha na tăng hằng chuyên quán niệm tự thân. Pháp sanh pháp diệt, thấy gần thấy xa, vui thay các uẩn tiêu ma, bậc bất tử biết rõ là vô sanh. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, tôi đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ tự nhiên vào sau cũng không biết là vị nào kể chưa. Dạ, bây giờ chắc mời Nhật Quỳnh tiếp tục chương trình ạ. Dạ, xà thú kính cảm ơn cô tu nữ tại viên. Nam mô Bích Hà. Dạ, dạ cô Tâm Như có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại viên, Thích Trạng Đông và Huynh Bác Thanh Á. Dạ, cô, dạ nghe. Dạ, Kim Nhung ơi, Kim Nhung có thể cầm mic để mà hướng dẫn cho cô Tâm Như cầm mít cái banh thoát mới này không Kim Nhung? Dạ, Nhật Quỳnh thì không có dùng banh thoát mới nên Nhật Quỳnh không có rành. Nhật Quỳnh nghĩ Kim Nhung rành hơn Nhật Quỳnh. Nào, Kim Nhung cầm mít nha, để hướng dẫn cô Tâm Như cầm mít. Dạ, mời Kim Nhung. Alo ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho em biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, dạ con thưa cô Kiều Tâm Như ạ. Cô dùng băng thoát ở trên máy laptop phải không ạ? Nếu mà... Dạ, con cũng không biết là con dùng chương trình gì nữa, nhưng mà con thấy con dùng được thì con chỉ cho cô ạ. Là đầu tiên thì cô... ở bên cái góc bên tay phải phía trên có chữ waiting, nó chữ chờ đợi, thì cô bấm vô trong chỗ đó thì nó sẽ lên cái tên của mình ở chỗ đó, là mình lên hàng chờ. Cái đó là bước đầu tiên. Dạ, bước thứ hai là ở cái góc dưới bên tay phải thưa cô, là có cái hình cây kem ạ. Khi mà đến lượt mình á, thì mình cái người phía trước đi xuống rồi thì mình bấm ở vô cái hình cây kem,
thì nó từ màu xanh xanh lợt lợt thì nó qua màu xanh lá mạ, từ màu xanh dương qua màu xanh lá mạ, và nó có những cái chớp chớp là cái wifi nó đang bắt sóng. Thì mình nói, dạ thưa, mình nói xong rồi thì mình bấm ngay cái chỗ đó, ngay cái ổ khóa phía dưới cái cây kem á, thì là mình thoát ra, mình nói bình thường. Nhưng mà trước khi mình nói á, thì mình lưu ý mình mở cái phone, cái mic, cái speaker mình cho tăng lên để cho cái người bên trong lớp đó, người ta được nghe rõ. Dạ, con chỉ biết có thế thưa cô. Dạ, con xin xuống mic. Để con xuống mic thì con sẽ bấm ngay cái ổ khóa ở chỗ cái kem mà nó đang chớp chớp là nó đang bắt sóng, thì giờ mình tắt đi. Là xong ạ. Cô thưa cô ạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Kim Nhung. Mà Nhục Bình thấy cô Tâm Như nói hình như bên cái phần của cô Tâm Như nó không giống của Kim Nhung. Dạ, vậy thôi để cô nghiên cứu lại. Dạ, cảm ơn cô Tây Duyên, cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ, Nhục Bình thấy Diệu Thúy mới vào đạo tràng. Mà Diệu Thúy thì cầm mít bằng... dạ không có sao cô, dạ mong sao cô tìm hiểu lại để cô có thể cầm mic này để vào đạo tràng. Dạ, Diệu Thúy thì dùng điện thoại phải không? Diệu Thúy ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Diệu Thúy, alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Diệu Thúy ơi, dùng iPhone phải không? Mà vừa Nhật Quỳnh thấy là Diệu Thúy đã đưa tay được, đã cầm mic được, nhưng mà Diệu Thúy không giữ mic được. Cái này là Nhật Quỳnh học lớn nha, chứ còn thực sự Nhật Quỳnh không có dùng iPhone để vào bệnh thoát. Nên Nhật Quỳnh học lớn, nghe những vị khác chỉ thì Nhật Quỳnh, thì Diệu Thúy có thể khi mà Diệu Thúy bấm vào cái chỗ cái nick để cái mic để mà Diệu Thúy cầm mic á, thì Diệu Thúy ấn vào đó và đẩy lên nhẹ một cái thì coi như cái mic mình nó giữ được. Dạ, cái mic mình giữ được, khi nào mình hết cầm mic thì mình có thể nhấn vào đó để mình hạ nó xuống. Nhưng mà cái quan trọng là Diệu Thúy phải đẩy nó lên, dạ, phải đẩy nó lên thì nó mới giữ mic. Còn nếu mà Diệu Thúy chỉ bấm vô rồi Diệu Thúy buông ra là mình rớt mic. Bây giờ Diệu Thúy có thể thử nha. Dạ, mời Diệu Thúy. Vì hôm nay quý giảng sư có hơi một chút không có đúng. Dạ. Nên dạ, mời Tâm Phương chưa có đọc bài. Dạ, mời Tâm Phương. Alo, kính cảm ơn dì Nhật Quỳnh. Không, Tâm Phương đọc rồi, nhưng mà Tâm Phương nói này, ví dụ như ai mà dùng iPhone á, thì có thể cho mình số điện thoại rồi mình thích những cái hình mà mình chỉ từ đầu, thì từ đầu vô như thế nào xuống sao là có tâm cái hình nó có. Còn bây giờ nếu mình thích qua đây mình thấy không được, còn nếu như mà cho mình xin số điện thoại thì mình thích ngay bây giờ luôn để mình dễ dùng á. Ok. Thank you Nhật Quỳnh ạ. Dạ, giờ Diệu Thúy có thể thử đi. Giờ cầm mic thử ở đây luôn đi, coi như thế nào, chừng nào không được thì có thể mà cho Tâm Phương biết để Tâm Phương có thể hướng dẫn thêm. Sau giờ Diệu Thúy thử thôi nha. Dạ, cảm ơn Đặng Đông.
Mà Bụt Thà dạ dạ dự thí tại khi khác nha. Dạ nghe chừng tỏ thầy quyền đã vào đạo tràng rồi. Dạ đã hết giờ của mình đã bài. Dạ Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ thường tỏ thầy quyền vô quan năm vào đạo tràng. Dạ lúc nãy nghe mà đại đức Tịnh Đạt có điện thoại cho con là thỉnh sư mà không sư không có bắt máy nên là đại đức Tịnh Đạt không biết sao. Nếu đại đức Tịnh Đạt có dặn con là nếu mà thấy sư vào thì chúng con thỉnh sư thuyết giảng bài học ngày hôm nay, còn nếu không thấy sư vào thì chúng con để bằng, nên con còn đang phân vân lưỡng lự. Bây giờ con đã thấy sư vào rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thà dạ. Dạ sa thú thành thai. Dạ Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tâm Như. Xích Rạng Đông, Quỳnh Quá Thanh Á, xích Kim Nhung, xích Tâm Hương và Diệm Tý đã hoan hỷ để ôn bài. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tại quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời đổ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi trở mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tề quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 375. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiếng khóa. Dạ bạch sư, con thuộc về MC nghiệp dư và sư, nên sư có giảng từ vựng, sư đọc chậm chậm thì con mới gõ bài theo kịp. Sư đọc nhanh như hôm trước thì con không có gõ bài kịp bạch sư. Dạ con kính chân mến đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thừa Tổng Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng về chúng tôi sẽ kết nghĩa luôn. Ăn sấm ma sấm bút thô phật cầu qua bút tăng phật cầu qua tăng áp bí qua đi mi so ca tô phật cầu qua ta tham mu tham mang nam ma sa mi so bát ban no phật cầu qua tu sáu phật cầu sang khô sang khang nam ma mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ của đức Tam Bảo hàng gia hộ đỉnh chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, câu pháp cú hôm nay, câu pháp cú số 375, là còn lại một câu 376 nữa sẽ là kết thúc cái
cái tích truyện của đảng cướp bỏ đi tu. Thì như chúng ta đã nghe các vị và chính chúng tôi cũng đã có giảng trong cái câu này, thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện á thì chúng tôi sẽ giảng sau, bây giờ chúng tôi thích nghĩa trước. Bây giờ cái câu 70-375 này là Tatra Yamani Bhavati Itapanya Sapikuno Indriya Guti Santutthi Patimokhe Chasangvaro Mitte Phachasukalaya Namit Kalayane Sutha Chiwe Atandite. Bây giờ cái chữ Tatra, Tatra Ya, Tatra Ya Ma Đi, đây là một trạng từ. Cái chữ tách trá là trạng từ, việc ấy hay là ở đó vân vân, ở chỗ đó. Mà tách trá cộng với a giá, cộng với a văn, cộng với a văn, nó thành chữ tách trá già. Mà và ở đây bây giờ cô thích nghĩa một cái chữ tách trá trước, đó là một trạng từ, và a văn đây là một đại từ, một từ tức là đại từ chỉ thị đó, ở cái điều này nơi kia. Và cái chữ a đí này, đây là một danh từ hay chỉ định từ, nói lên cái sự khởi đầu. Dạ, cô cho nguyên một cái đó cũng được, phú ý sơ tí cũng được. Rồi bây giờ cô đánh cái chữ tách rác là một trạng từ. Cái văn hay là ý đăng, đây là một đại từ chỉ thị về cái điều đó hoặc là cái việc đó. Dạ. Và cuối cùng thì cái gì? Cái chữ a đi. A đi nói lên một sự khởi đầu, đúng không? Nói lên cái khởi đầu là sự khởi đầu. Nếu là một danh, đây là một, chúng ta xài sự danh từ đó, là một danh động từ đó, tức là sự khởi đầu. Và cái chữ xuống dưới luôn, cái chữ phá quá tí. Phá quá tí đây là một động từ. Mà một động từ, chúng ta nhớ một động từ này mà căn của nó là căn phu. Cộng với á, cộng với tí, nó thành ở đây tức là động từ thuộc về tha động từ. Dạ. Ở cách thứ ba. Và đó chính là gọi là phá quá tí, là hay là có hay là trở thành. Nhớ vậy đó. Dạ, cái căn phu thì chữ phá quá tí này nhé. Nó cái động từ nó rất là lớn. Dạ. Cái chữ thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, cái chữ Itapanyasafikuno, cái chữ hai Itapanyasafikuno, khi chúng ta thấy cái chữ Itha cũng là một trạng từ, một trạng từ để chỉ thị, để chỉ định, tức là nó ở đây, tức là vị tỷ khu ở đây, tức nói đến trong cái giáo pháp, pháp và lực của Đức Phật, cho nên đây gọi là trong pháp, trong pháp của Phật. Cái chữ ý thá một trạng từ ở đây chỉ cho giáo pháp. Cái chữ Panya là một tỉnh từ. Nếu như nó đứng Panya Xá, nó được chia Panya, tức là người có được trí tuệ, thì chữ Panya này chính là cái chữ danh từ nữ tính. Mà đến ở đây trên từ nữ tính, nhìn nói đến cái gì? Nói đến một con người. Cái danh từ nó thuộc về nữ tính, trung tính và nam tính, cái đó chúng ta không thành vấn đề. Nhưng ở đây nói về cái người có trí tuệ,
hay là có trí tuệ, bay nhá xá tức là có trí tuệ. Cũng vậy, cái chữ phi cuno này đây là chia theo, cũng như bay nhá xá nó chia theo theo cách thứ tư cũng được. Dạ. Asa anan, chúng tôi chỉ thức từ đi, bây giờ nói tới cái nghĩa của Bali nữa. Thì cái chữ Panya đây là trí tuệ, phiết khú là danh từ nam tánh, vị ngữ ú, nó chia theo út nô tức là sở thuộc cách của vị tỳ kheo. Nô đó là cái chữ phiết khú, dạ đúng, của vị tỳ kheo. Rồi cô đây cũng được rồi, cái chữ phiết khú nô là của vị tỳ kheo, dạ đủ rồi, cũng tốt rồi nha. In tri tốt tí san tốt tí, đây là một hợp từ. Từ cái chữ in tri giá là danh từ trung tính, là căn hay là quyền. Mà chúng ta nhớ ngũ căn ngũ quyền đó, tính tấn niệm định tuệ căn, tính tấn niệm định tuệ quyền. Dạ. Mà nó phối hợp với cái chữ guti. Guti đây là một động từ. Cái căn của nó là căn gúp. Căn gúp. Nó đến cái một, đây là một cái danh động từ. Chúng ta gọi là một danh động từ, tức là sự phòng hộ hay là cái sự thu thúc căn, hay cái sự phòng hộ với sự thu thúc ở đây là thu thúc cái gì, thu thúc căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Lát chúng tôi sẽ giải thích chỗ này. Indriya là căn hay là quyền, cũng ghi như vậy rồi. Và được rồi, quốc tí cộng với quốc tí có nghĩa là một danh động từ cộng với động từ đó, nhưng đừng giờ nó chuyển quá rồi, nó thành một danh động từ, cho nên nó không chia theo cái động từ được. Rồi cái chữ san tốt thí đây tức nói lên một cái sự tri túc, hay là một cái sự vừa, cái sự vừa vừa đủ vừa có của mình. Ở đó nói từ cái pháp tri túc, hay nói cái sự tri túc, một danh tỉnh từ. Dạ. Một sự hài lòng. Ba ti mốc khê cho sang và rô. Patimokkha là một danh từ trung tính. Patimokkha ở đây chia theo cách, tức là ở định sơ cách, tức là trong giới bổn. Trong giới bổn, mà giới bổn là gì? Giới bổn Patimokkha. Patimokkha. Chữ Sanghvara từ cái căn san cộng với vara, với cái căn vara san cộng với căn vara. Đây là một danh động từ. Nó đến cái sự thu thúc, hay cái sự phòng hộ, hay cái sự hậu trì. Tiếp đầu ngữ săn này, tiếp đầu ngữ đây là cộng với một tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ cộng với cái chữ quá rá. Tiếp đầu ngữ săn có nghĩa là sự hoàn toàn, sự tự mình. Còn căn quá rá, căn va che chở hay là phòng hộ. Sanghvara, bây giờ cô viết Sanghvara là sự thu thúc, sự phòng hộ. Nó nói rằng xin tán thán với cô Nhật Quỳnh, phải nói rằng nếu mà chiếc từ Bali như thế này cũng rất là khó đó quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà cô vừa đánh tiếng Bali
mà cô vừa đã làm một cái thực hiện một vai trò như thế này thì không có cô ấy mình, thì cô đã làm như vậy thì phải nói là quá là tuyệt vời. Rồi cái chữ mít tắt mít tê, cô biết ghi luôn là mít tê phát chát số kalayane, viết vui một đoạn luôn, cô kêu yane xuất tha chi quê atandite. Dạ, mít tá là một danh từ nam tính, đã đây là bạn, hay là những mít tê, đây là chia theo số nhiều, là những người bạn như vậy thôi. Mít tê phát chát số, phát chát số đây là một động từ, tức là cái căn phát mà nó thuộc về thể sai khiến, tức là hãy cẩn thận, hay là hãy nên cái chữ phát chất xuống là hãy nên thân cận, hãy nên giao thiệp với ai, với mít tê là những người bạn. Đây là một chữ quan trọng, kalayana, một tính từ nam tính, kalayane, nói lên cái sự tốt đẹp, cái sự tốt lành, cái điều thiện, điều tốt, tức là kalayana mittata, tức là bạn lành, bạn tốt, chúng ta nhớ như vậy. Hay mà thường chúng ta sẽ tiếp dẫn, nếu mà biết Bali thì tôi nói kalayana mittata có nghĩa là giao du hay thân cận những bạn lành. Xuất tha chi quê, từ cái chữ xuất tha căn xuất có nghĩa là một tỉnh, đây là một tỉnh từ đến, nó đến cái sự trong sạch. A chi quá là danh từ nam tính, nó đến cái sự nuôi mạng hay là đời sống. Xuất tha chi quê, tức là xuất tha cộng với a chi quá, có sự nuôi mạng trong sạch. Xuất tha chi quá, cô chỉ ghi gì được rồi, có sự nuôi mạng trong sạch. Dạ, cảm ơn cô. Và cái chữ câu cuối cùng là atandite, đây là tiếp đầu ngữ á hay là ná, tức là không, ý nghĩa của nó tiếp đầu ngữ ná hay là á, tức là nát thí hoặc là át thí đều là không. Cái chữ tandita có nghĩa là tỉnh từ, có nghĩa là bi nhát. Andite là từ kính tiếp đầu ngữ tá cộng với tandita, chép lại chúng ta đọc là atandite, atandita, atandite là chia cách rồi, tức nói đến cái sự không biến nhát hay là không biến nhát. Dạ. Chúng ta đã chấm dứt cái phần từ dựng và được dịch là: đây tỷ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hậu căn biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức: tỷ kheo có trí, túc tự chế, lục căn bảo toàn, thu thúc với bổn trang nghiêm, vật dùng chánh mạng, bạn vàng kết giao, tấn ích lợi lạc siết bao, khiêm nhu thanh tịnh, phiền lao nào còn. À, thì kính thưa quý vị, câu pháp cú này như chúng
tôi đã nói gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 câu phúc cú trong một cái một duyên sự lớn này. Thì kính thưa quý vị, cái duyên sự này khi ở kỳ viên liên quan đến đến một vị tỳ kheo, khi ngài Mahakacchayana ngự trên đỉnh núi Karakara ở nước Anvati, thì có một thiện nam tử tên là Sonakutikana, sau khi mà hiểu biết, sau khi mà nghe được, thấm nhuần được giáo lý do ngài Mahakacchayana giảng dạy và phát tâm hoan hỷ sinh xuất gia. Ngài Mahakacchayana từ chối 2 lần và dặn và nói cho Sô Nát này, Sô Nát, đời sống của tịnh hạnh phạm hạnh phải độc cư, phải ẩm thực, khó khăn về ẩm thực, sống đơn độc, nhưng Sô Nát quyết chí xuất gia, xin đến lần thứ 3 thì ngài được mà ngài Mahakacchayana tế độ và cho gia nhập tăng đoàn. Vì lúc đó chư tăng ở miền Nam rất là ít, rất là hiếm, cho nên thầy ở lại đó 3 năm làm trò bổn phận của một vị tăng, và sau đó xin phép thầy lên đường về kỳ viên với ước mong được gặp Đức Phật, và sau đó được mà ngài Mahakacchayana cho phép và kèm theo lời dặn dò. Khi đến kỳ viên đến lễ Phật á, được Đức Phật tiếp nhận á, thân mật á, và ngài cho, khi đến lễ Đức Phật được đi đến đó đó thì đến lễ ngài và ngài cho vào cư thất của ngài. Thì kính thưa quý vị, trước khi đó đó thì thầy Sô-ná đi ngoài trường, ở ngoài trời suốt đêm, gần sáng mới được vào hương thất, chứ không phải đi đến được vào liền đâu. Nằm nghỉ một chốc, khi đến bình minh, Đức Phật bảo thầy hãy tụng một bài kinh 16 đoạn. Thì khi thầy đọc xong thì Đức Phật ngài khen ngợi, mà Đức Phật khen ngợi như vậy đó thì Đức Phật ngài khen thầy là sa thú lành thai, thì chư thiên ở các cõi trời dạ xoa, coi như là cõi trời của tứ đại thiện vương đau lợi dạ ma đấu sức vân vân, cho tới cả cõi phạm thiên cũng đều rền vang ca ngợi. Thì lúc ấy ở nhà mẹ của Sô-ná cách đây tức là 120 dặm, thì các vị chư thần ở trong nhà đó cũng nhiệt liệt khen ngợi. Thì bà mẹ của Sô-ná nghe như vậy, tưởng đâu ai ca tụng cái gì, mày ai ca tụng vậy, ca tụng cái gì đó. Thì cái vị thiên thần này mới nói rằng à, thưa là tôi đây. Hỏi vậy chứ ông là ai? Tôi là một vị thần cư ngụ trong nhà. Trừ tức giờ tôi có nghe ông ca ngợi nói cái gì đâu. Bà ta tưởng đâu ca ngợi bà ta. Thì cái vị thọ thần này nói rằng không phải, tôi không phải ca ngợi bà chị, bà cô đâu, mà tôi ca ngợi trưởng lão cô Tí Cà Ná, Sô Ná, con của chị đấy. Con của tôi làm được gì? Thì vị thiên thần nó mới nói, con của bà đã được vào hương thất của Phật, được Đức Như Lai, trong hương thất của Đức Như Lai, và tụng kinh cho Phật nghe, và ngài hoan hỷ tỏ lời khen ngợi, và các chư thiên từng trời ở các cõi, ngay đến cõi phạm thiên đều cất lời khen ngợi. Và Đức Thế Tôn và cũng ca ngợi tôn giả, tức là con của bà, thật là con của tôi đọc kinh được Đức Thế Tôn khen ngợi à. Thì nó đúng như vậy. Thì lúc đó bà nghĩ thầm, nếu con của ta đọc kinh mà cho Đức Phật nghe, để Đức Phật ngài đưa vào hương thất, cho vào hương thất và đọc kinh cho ngài nghe, thì chắc chắn rằng ta sẽ mời con ta đọc kinh cho ta nghe khi con ta trở về, để ta được nghe giáo lý. Thì khi được Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ ngài và trong một thời gian, thì kính thưa quý vị, bắt đầu tôn giả thỉnh cầu Đức Phật ban cho 5 ân huệ.
là một vị tỳ kheo gia nhập nhóm thì tỳ kheo ở ẩn cư. Thì trong luật tạng đó có nói, tức là có một điều đặc biệt đó, tức là khi chư tỳ kheo tăng mà họp lại đó để tu tỳ kheo đó, nếu như ở cái xứ biên địa hay ở cái xứ nào mà không đủ tăng á, thì có thể giảm thiểu lại cái số tăng tu tỳ kheo cũng được. Thay vì thí dụ như là 6 vị hay là 8 vị, thì lúc đó có thể đôi 3 vị có thể cho được rồi, tức là có chừng 4 vị thay vì 6 vị hoặc là hơn nữa. Nhưng ở đây có thể ít hơn, thì một trong những cái điều mà xin những cái điều đặc ân đặc huệ đó. Thì sau đó ngài Konakantika trở về bái Phật và trở về. Thì trên đường trở về, một hôm khi đi trở về xong, thì một hôm đi đến nhà của mẫu thân để cất thực ngang, thì thấy con của mình thì bà hết sức vui mừng, hỏi han và nói: này con, nghe đâu con được vào hương thất của Đức Phật và đọc kinh cho ngài nghe, có phải không? À, thì ngài Konakantika mới nói rằng đúng như vậy. Mà làm sao mà mẹ biết được cái việc đó? Thì bà mới thực lại. Bà đã được nghe vị thiên thần ở trong nhà nói như thế. Và bà ta yêu cầu: con à, con đã đọc kinh cho Đức Phật nghe, thì con cũng có thể đọc kinh cho mẹ nghe được không? Thì ngài Sonat này chấp nhận được, sẽ đọc cho mẹ nghe. Sau khi nhận lời, thì sao bà ta bắt đầu chuẩn bị các pháp đường để cung thỉnh ngài Sonat cùng với chư tăng tỳ kheo về để cúng dường để bà ta nghe pháp. Thì lúc ấy có một đảng cướp 900 tên luôn luôn tìm cách để vào nhà bà để lấy những cái vàng bạc, những kho báu. Nhưng điều nhà bà ta xây dựng rất là khó, có nhiều cái hàng lớp để bảo vệ, có 7 cái lớp tường để bảo vệ và rất nhiều chông gai khó khăn, có nhiều chó dữ và cái tường được bao bọc. Mà trong kinh được ghi rằng ban ngày nước nó chảy thành cái chất nước nó sền sệt, ban đêm thì nó đóng cứng lại. Từng các mương đó đóng từng hạt cọc sắt kiên cố, cho nó trộm khó có vào, khó có thể lẻn vào. Nhưng vào ngày đặc biệt đó, nó biết bà ta đi, bà ta chuẩn bị một cái pháp đường lớn, và thế là bà ta đi đến pháp đường để nghe. Thì chúng đào một cái địa đạo xuyên tới nhà của bà. Nó vào tận nhà bà, và tên đảng cướp á thì ở để canh chừng bà, theo dõi bà. Nếu như mà bà mà chuẩn bị ra về thì nó sẽ giết bà ta ngay. Còn những cái tên cướp kia thì lẻn vào để lấy, thì lấy từng hầm châu báu, bắt đầu trước tiên là vàng, rồi tới bạc, tới đồng. Thì cái người nữ tỳ chạy về cứ báo liên, chạy đến cứ báo liên tục. Bây giờ chúng đào quậy đã tới gì rồi, đã tới nhà như vậy, bà lấy hết cái tài sản của bà rồi. Thì chẳng những không dao động, mà bà mẹ của Sonat vì cái tâm tịnh tính la rầy cái người nữ tỳ: ta không cho phép ngươi, kể cứ cho chúng lấy sạch đi, không sao. Bà ta tiếp tục, bà ta nghe giảng pháp. Cướp lấy hết tiền bạc đồng hết của ở nhà, nói chung là những cái kho bạc, kho vàng, kho đồng gì lấy hết. Nhưng tên cướp đảng, tên coi như là chỗ đảng đó, nằm kế bên, đứng kế bên, giả như một người nghe theo dõi bà, tại sao mà bà không rung động gì hết.
mà không lo lắng gì hết, thì nó nghĩ rằng một con người mà có cái tâm thành, có cái tâm tịnh tính như vậy, tất cả bỏ hết những cái tài sản của mình để thầm nghe pháp, để thành kính nghe pháp, thì nếu bây giờ nó mà lấy thì cái điều này hết, nó mà lấy hết cái tiền của bà thì nó sẽ là tội lỗi vô cùng, thế là nó hận và nó xin lỗi bà ta ngay tại chỗ đó, ngay tại nơi bà ta đang ngồi nghe, và nó chạy về báo cho những tên cướp kia hãy trả lại hết tất cả những tài sản. Và tên cướp đảng cướp trưởng đó nói bây giờ thôi ta xin đi tu, thì những người lính kia, những đảng cùng đảng cướp xin đi tu hết, thì xin bắt đầu tất cả đến xin lỗi bà ta, và xin bà ta nói với ngài Sô Ná, tức là con của bà ta, tức là ngài Sô Ná này, hãy cho những tên cướp để được xuất gia. Và thế là ngài Sô Ná chấp nhận và cho tất cả những người cướp, những tên cướp này gia nhập vào tăng đoàn, và ngài dạy từng đề mục cho từng cá thể, cho từng vị tu tập. Thì sau một thời gian ngồi, các vị đó thành tựu cái kết quả an lạc của mình. Thì lúc ấy Đức Phật ngài ngồi tại giảng đường Kỳ Viên, cách đó 200 dặm, quan sát thấy cái căn cơ của tất cả đã đầy đủ tốt đẹp, thì ngài đi đến và ngỡ nói lên các câu kệ, nói lên chính câu kệ mà ngày hôm nay chúng tôi giảng cho vị số câu 375, còn 376 nữa là chấm dứt. Tỷ kheo có trí, có cần, xin lỗi, đây tỷ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hậu trì, hậu căn biết vừa đủ, gìn giữ căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. Thì kính thưa quý vị, sau khi Đức Phật ngài đã nói lên 7 câu kệ này, và các thầy tỳ kheo chứng được nhiều pháp lạc. Ở đây trong câu kinh Pháp Cú này dạy thế nào là thế nào tắt ra Yamani Phawi Tathapanya Sapikuno, tức là nếu như là một vị tỷ kheo ở trong giáo pháp này, người ấy phải có trí tuệ. Chúng ta thấy đây là một điều rất quan trọng. Đạo Phật là một đạo của trí tuệ, đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà biết, chứ không phải là vì tin mà đến rồi tu hết gì cũng về gì hết, mà tin có một trí tuệ. Dường như thế các thầy tỳ kheo, cái điều đầu tiên được tiên khởi chính là phải có trí tuệ. Cái chữ A đí, cái tiếp tục cái A đí từ sự khởi đầu. Đầu tiên của một vị tỳ kheo phải có trí tuệ ở trong giáo pháp này, hay trong giáo pháp núi hiện hữu, trong giáo pháp này vị tỳ kheo ấy phải có trí tuệ, hay vị tỳ kheo có trí tuệ mới ở trong giáo pháp này, hay giáo pháp này cần vị tỳ kheo có trí tuệ. Câu này rất là đặc biệt, ghi nhớ nha. Vị tỳ kheo gọi là vị tỳ kheo trong giáo pháp này thì vị tỳ kheo đó phải có trí tuệ, hay là để trở thành một đúng một vị tỳ kheo thì vị ấy có trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây là cái trí tuệ gì, kính thưa quý vị? Sự hiểu biết rõ về nhân quả, sự hiểu rõ về trước nhất có cái niềm tin, biết nhân quả, biết sự sanh diệt, biết các pháp nó vốn vô thường, khổ não vô ngã, các pháp nó là vô sở hữu,
các pháp nó là ra đi bỏ tất cả, không có bền vững, không có bền chắc. Vì thì các phải có trí tuệ, phải suy quán như vậy, phải biết như vậy. Bởi vì trong giáo pháp này cần có những vị tỳ kheo có trí tuệ, và vì những tỳ kheo có trí tuệ mới hiểu được giáo pháp. Hết sức tuyệt vời. Câu này thâm thúy đó. Là một người Phật tử phải có trí tuệ. Mà nếu như một người Phật tử có trí tuệ thì mới hiểu được giáo pháp này. Cũng như thế đó. Là một người đệ tử, một người Phật tử, đệ tử của Phật phải có trí tuệ. Vì có trí tuệ mới hiểu được những cái lời dạy của Ngài, mới thực chứng, mới hiểu rõ về cái lời dạy của chính Ngài, hiểu được cái lời dạy của Ngài. À, đặc biệt nếu quý vị nghe nhớ rõ cho nên nha. Còn nếu như chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta chỉ kêu lại, kêu làm, chứ chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại Phật, tại sao chúng ta đọc kinh, tại sao chúng ta nghe pháp, tại sao chúng ta thọ giới, tại sao chúng ta bố thí, tại sao chúng ta thâm thiền, vân vân. Phải có trí tuệ, biết việc của mình làm, chứ phải kêu vào nhắm mắt đi, cứ thở ra thở vô như vậy gọi là tu. Mà có trí tuệ biết được các pháp vốn có sự sanh sự diệt, sự hội tụ, và phải có cái sự vô thường, cái sự đã tan, đến đi trong cuộc đời này. Các pháp tùng duyên sanh, các pháp cũng tùng duyên mà diệt đi. Cái gì sanh lên thời các đó, các pháp đó phải chịu cái sự diệt của nó. Ye thamma he tu pa wa, ye thamma he tu pa wa te san sacce cham ha samano. Đây là cái câu trả lời của Ngài Asacchi cho Ngài Xá Lợi Phất. Thấy trên đường tầm đạo của Ngài Xá Lợi Phất Ngài Mục Kiền Liên, chê người Đông kẻ Tây, giáo ước rằng chúng ta tầm sư học đạo, khi nào nếu như tầm sư được rồi thì huynh đệ gặp lại thì sẽ chia sẻ cho nhau. Và kính lễ cho Phật Tăng mới quan là Bồ Rung. À, rồi còn nếu như mà sau cái đầu thì Ngài Xá Lợi Phất đã tìm gặp được Ngài A Sa Chí, thì với cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhìn thấy Ngài A Sa Chí, biết đây là một vị có cái đạo hạnh, có sự tu tập tốt đẹp, và thế là đi theo Ngài. Và sau khi được gần kề, được phục dịch Ngài xong, mới bạch với Ngài rằng: bạch Ngài, Ngài là một vị quay nghi tế hạnh có đầy đủ, vậy Ngài học được những pháp do ai vậy? Ai là thầy của Ngài? Hay là Ngài đã nghe được những gì tốt đẹp nhất? Xin Ngài hãy nói cho con nghe. Thì Ngài sẽ chỉ bắt đầu nói rằng: ta là một vị nhỏ ở trong tăng đoàn. Đúng vậy, lúc đó năm vị, năm anh em kiều trần như nguyên ngã sẽ chiếc, tức là vị giỏi nhất. Và thế là nhiều lần nài thỉnh, van thỉnh, ngã sẽ chiếc chấp nhận, mới nói rằng, mới nói câu vừa chúng tôi vừa đọc cho vị nghe đó: Di tham ma he tu bất khu hoa tê sang sách chê cha ma ha sam ma nô. Tức là các pháp có nhân sanh, thời các pháp phải chịu quả diệt của nó. Đây chính là lời dạy của Đấng Đại Sa Môn Cồ Đàm. Thì khi nghe với cái trí tuệ tu tập và cái pháp độ từ tiền thân đặc hạnh trí tuệ, khi nghe một câu qua như vậy, cái trí tuệ nhạy bén của Ngài sẽ nó vẫn tại chính tu đầu quần. Chúng ta thấy thì cái giá trị mà cũng tùy theo có trí đó, là một cái giá trị phải hiểu được cái giá trị sanh diệt của các pháp. Cái sự vận hành của các pháp là cái sự hội tụ, cái sự sanh sự diệt của danh pháp và sắc pháp này, chứ không có cái gì cả. Rồi cái lý thứ hai nữa, chúng ta thấy gọi dạy rằng thứ nhất là chỉ theo có trí tu tập pháp căn bản
Pháp cân bản ở đây được giải thích rằng chính là có sự hậu trì các căn, có cái sự tri túc và có sự giữ gìn với bổn ba la đề một xoa. Thì hậu trì các căn tức là thu túc các căn mắt, bá lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi như mùi, thân như xúc chạm, không để tâm cho nó khởi sinh lên tham ái, khởi sinh lên cái vừa lòng và cái không vừa lòng. Hành trạng chỉ biết kiểm soát, theo dõi, thu thúc các căn. Khi mắt nhìn cảnh sắc, chỉ ghi nhận là nhìn, chứ không biết cảnh sắc này, không suy nghĩ cảnh sắc này nó sẽ đẹp, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Chúng sinh là nam, là nữ, là thô, là ngắn, là dài, lớn, là nhỏ, là trắng, là đen, vân vân. Nó đẹp hay hoặc là nó không đẹp gì, chúng ta không có quan tâm. Một sự thu thúc chính là một sự giữ gìn, là cái tâm không có khởi sanh lên cái tham ái. Đối với các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là một sự hậu trì các căn. Và cái biết, cái mà nãy chúng tôi thích nghĩa là cái biết, cái vừa đủ, biết đủ. Để nó lên, tức là một cái sự tri túc. Nó là cái sự tri túc của một người, của một người đệ tử. Tức là cái, một là cái chữ quốc tiết, cái sự phòng hộ, rồi cái chữ mà sanh tốt thí là có cái sự tri túc hay có cái sự vừa lòng. Vừa lòng với những vật dụng, tức là y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men, nói chung những cái điều đó, những cái tiện nghi, những cái đồ vật chất. Chúng ta biết biết đủ và không có, có tham muốn nhiều. Và tiếp nữa, một vị tỷ kheo khi mà có trí, mà có cái, những cái pháp căn bản này, chính là có cái sự hậu trì các căn, có cái sự nuôi mạng biết vừa đủ, nuôi mạng chân chánh. Đó là cái một chỗ mà nuôi mạng đó, tức là sống biết đủ á, sống biết đủ những gì mình nhìn có. Cái đời sống của người tu nó như vậy đó quý vị. Và giữ gìn cẩn thận giới bổ căn bản của giới, tức là hiểu biết được cái điều này là phạm, cái điều này là không phạm, cái giới khinh, giới trọng, giới xa, giới lớn, giới nhỏ gì, làm sao mà ý nghĩa của giới phải được cái sự tuân thủ, cái sự thọ trì, tức là nói lên không làm cho ác các bất thiện pháp, chơi sanh không chơi sanh. Và nó, nếu như chưa sanh không cho nó sanh, đã sanh thì tu tập đoạn trừ nó, tức là ngăn ngừa ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh. Những ác bất thiện pháp đã sanh làm cho nó bị có chấm dứt. Cái sự căn bản của giới, tức là những học giới của ba la đề một xoa, tức là ba tiêu mốc khác, tức là giới ngôn mạng thanh tịnh, giới quán tưởng, giới thu thúc và giới ba tiêu mốc khác. Quán tưởng, thanh tịnh, giới đang như vậy thì gọi là gìn giới, gìn giữ giới một cách căn bản. Theo là một người tỳ kheo phải như thế, và còn phải có một cái điều này nữa gọi là căn bản. Đời sống của các thầy tỳ kheo là đồng nhất với nhau, là từ bỏ gia đình, sống tứ hải, đúng rồi, chúng ta gọi là tứ hải giai huynh đệ, để vào sống trong pháp hội luật này, sống dựa theo tinh thần pháp hội luật mà Đức Phật đã ban hành, đã truyền dạy. Thì cái sự gần gũi, gọi là cái gần gũi bạn lành, gọi là bạn tốt, Kalayana Mitta. Thế nào là một người bạn tốt? Một người bạn ác khác với một người bạn tốt rất là xa. Một người bạn tốt là khi nào bạn mình lỡ làm tính, chúng ta nhắc nhở, không vì sợ bạn buồn. Nếu như bạn làm sai thì chúng ta tỉnh đánh thức bạn, cho bạn biết quay về. Nếu bạn đã sai, bạn đã thất bại hay bạn đã thua thiệt, thì chúng ta biết chia sẻ, biết cùng gánh vác với bạn mình, tự giúp đỡ về vật chất cả tinh thần, để cho
cái tinh thần của bạn được tốt, hay là làm sao giúp cho bạn mình tam nghiệp được thanh tịnh, được tốt đẹp, để không phải bị vướng vào tam nghiệp mà gây ác, tạo nhiều cái tội lỗi, thì đó chính là một người bạn tốt. Kanaya là mít ta. Cũng vậy, những người tu tập cần phải có những cái bạn đồng phạm hạnh để cùng chia sẻ, để cùng nhắc nhở, để cùng hỗ tương nhau trong cuộc đời này. Bởi vì lúc đó không còn những người thân là cha, là mẹ, anh chị em, cháu chắc ông bà gì cả, mà là những người tu tập với nhau, là những người bạn lành, là những người anh em huynh đệ với nhau, tôn giả hiền giả với nhau, để chia sẻ, để cùng tu tập, để cùng thành tựu những cái điều tốt đẹp nhất trong pháp luật này, và sống cái đời sống thanh tịnh, và sống cái đời sống tỉnh thức, cái đời sống tinh cần, đời sống chuyên cần. Bởi vì vì sống như vậy mới đạt được cái sự lợi ích, cái sự an lạc. Khi được cái sự thanh tịnh, cái sự khiêm nhu, hay cái sự tốt đẹp đó, thì những phiền não nó sẽ lắng yên, những phiền não sẽ được đoạn trừ. Tức là chính là có cái sự tinh cần năng tu để đoạn trừ phiền não, năng tu để dứt trừ phiền não không sanh khởi. Đây là điều hết sức là đặc biệt. Và như thế thì mới là một vị tỳ kheo trong pháp hội luật này. Kính thưa quý vị, chư Phật tử chúng ta nhớ, chư Phật tử cũng có sự tu tập, cũng phải có tuệ trong pháp hội luật này để hiểu biết được Phật pháp. Quý vị cũng có một đời, quý vị cũng có thể thực hiện bằng đời sống, tức là chúng ta biết tu, chúng ta biết giữ gìn, biết thu thúc và biết đấu. Và chúng ta phải có cái sự tuân thủ giới luật, cái sự nghiêm trì giới luật. Và đây là một điều cần phải nhớ, là chúng ta phải năng thân cận các bạn lành. Là những người Phật tử bảo chúng ta phải làm điều này, bảo chúng ta phải làm điều kia, chúng ta phải có trí tuệ để suy xét hành động này, việc làm này liệu có tốt hay không. Hành động này, việc làm này có được người trí tán thán không? Hành động này, việc làm này đưa đến kết quả đau khổ chăng? Thì như thế thì chúng ta mới được tu tập tốt đẹp. Cũng như trong pháp hội luật này, một vị tỳ kheo mà thành tựu được những cái đức tánh như vậy, trước nhất có trí tuệ, rồi có cái sự hiểu biết, có cái sự tu tập tốt đẹp. Vì có cái trí tuệ, có sự hiểu biết tốt đẹp đó, cho nên mới có cái sự tu tập tốt đẹp xuyên qua, tức là thu thúc tam nghiệp, hay là hộ trì các căn, sống cái đời sống tri túc, dễ nuôi, không có khó nuôi, và thọ trì giới luật để được tốt, để tâm được, và năng chuyên cần, thân gần các bạn lành, luôn luôn có cái sự tinh cần để đoạn trừ, để đoạn giảm những ác pháp, không những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh, đoạn đầu nó, không cho nó khởi sanh hoài. Thì đây chính là một vị tỳ kheo tốt, một vị tỳ kheo đúng trong tinh thần pháp luật này, xứng đáng được người trí tán thán, được chư thiên mến mộ, đảnh lễ cúng dường. Đây chính là ý nghĩa và duyên sự của câu Pháp Cú số 375. Xin có đôi điều trình bày và thuyết giảng qua cái lời Pháp như thế. Nếu có địa chi sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Trước khi dứt lời, xin kính dân phật phương trạch nước trời nữ tính tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, ở tại chùa Vũ Đức. Mình xin kính dân phần phước này đến cho tất cả chư các bậc thầy tổ là của chúng tôi, và cũng như của quý vị
và những thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng ta, xin cho tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, được tu tập tốt đẹp ở hôm nay như ở ngày sau. Và kính dân Phật tu này đến sư trưởng và cũng như sư Phật tính vừa mới viên tịch, mong cho tất cả đều được an lạc, đều được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Thà Giá. Dạ sa thu lành thầy. Dạ thay mặt đại chúng cháu rung con xin được thành kính tri ân Trường tòa Tế Quyền Đất Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh pháp cú số 375 đến hàng Phật tử chúng con. Hàng Phật tử chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích, sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân tòa Tế Quyền. Và con cũng xin được thay mặt đại chúng cháu rung kính cung thỉnh đại đức Minh Hàn Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung. Nam mô Phật Thầy Gia, và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Ovato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nupha venasada sati pamantu te bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nupha venasada sati pamantu te bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nupha venasada sati pamantu te. Tất cả các bạn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng có sự hướng lạc thường thường đến người, cầu xin cho quá cố tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần tay thay mặt đầy chúng con xin được thành kính tri ân để đức Minh Hạnh đức Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung sau thời pháp. Bát Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya thế wa da san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le Thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô Sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Kha ma cha de sa ni kha ma cha yi sa ra Sa pa na phu ta su khi ta pa văn tu te Cha la pu cha ye pi chan da sam pa va Sang se da cha ta ta vo pa pa ti ka Ya ni kang tham ma varang pa ti cha te Sa be pi du kha sa ka ron tu sang kha yam Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha cha ra phu kha la Sang ko ho tu sa ma ko va Atha ya cha hi ta ya cha Am he rakhatu sattham mo sape pitam macharino putting sampa punayama dhamma ariya pavedite Idang no nyati nang hontu sukhita hontu nyatayo Idang no nyati nang hontu sukhita hontu nyatayo Idang no nyati nang hon tu sukhita hon tu nyata yo. Idang vata me punyang asa vakha yavahang nipana sa pakjayo ho tu. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng sau phần hồi hướng. Chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp cú kinh ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng kính mời quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại room pháp cú kinh để sinh hoạt như thường lệ, hầu mong sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sáng Khà Gia, kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.